Tiếp theo là kem dưỡng ẩm cho vùng mắt Brightening Tan Eye Cream. Làn da quanh mắt là một làn da rất mỏng, yếu và nhạy cảm. Do đó, những kem dưỡng vùng mắt cũng phải có một thành phần và cấu trúc riêng biệt để giúp cho vùng da quanh mắt được sáng khỏe, làm cho chị em phụ nữ chúng ta trông trẻ trung và tự tin hơn. Sản phẩm nổi bật với hai công nghệ đa tác động. Đầu tiên là công nghệ BioLumiLock với khả năng làm sáng mạnh mẽ nhưng cũng rất an toàn cho vùng da nhạy cảm là vùng da quanh mắt. Công nghệ này sẽ giúp kích thích tăng sinh các sợi collagen và elastin, khôi phục lại độ đàn hồi và làm săn chắc vùng da quanh mắt. Những nghiên cứu cho thấy khả năng cải thiện những nếp nhăn vùng da quanh mắt sẽ bắt đầu có hiệu quả khi chúng ta sử dụng sản phẩm từ 2 đến 6 tuần. Thứ hai là công nghệ iVital Bio. Đây là công nghệ giàu flavonoid kết hợp với những chiết xuất tự nhiên từ cây Arabian Jasmine và cây Hawthorn để giảm thiểu quầng thâm và bọng mắt. Cùng với một kết cấu mỏng nhẹ giúp thẩm thấu nhanh, hương thơm dễ chịu, cùng với thiết kế đầu tròn giúp chúng ta lấy được một lượng kem vừa đủ, trong khi chúng ta có thể massage vùng da quanh mắt để giúp kem thẩm thấu vào vùng da quanh mắt được tốt hơn. Điểm nổi bật của sản phẩm là công nghệ tiên tiến cùng với thành phần rất lành tính và một thiết kế thông minh giúp sản phẩm dễ dàng lấy ra để massage vào vùng da quanh mắt, mang đến hiệu quả rõ rệt sau 6 tuần sử dụng.